mấy người bị sỏi sỏi mật người ta hay kiếm này, người ta uống tan sỏi. Mình biết đâu hợp hay không, mình thấy ai có hình bài đại cho người ta vậy. Mến chào ông bà con chú anh chị. Hôm nay Hiền cùng đi với chú bảy. Ở đây là ấp Tân Hòa, xã Tân Bình, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre mà. Thì Hiền được biết đó là đây là cô Năm có ba người con, hai người gái cũng lấy chồng rồi, giờ còn cô với người con trai. Bàn tay đó cũng bệnh nhưng mà khờ khờ mà, thì nó giống như tâm thần, có này cũng hưởng chế độ bảo trợ của xã hội. Hiện nay vợ chồng Hiền cũng đi chú Bảy tháng 7 đến thăm cô Năm, thì mời tới nhà mình đồng hành cùng đi với vợ chồng Hiền đến nhà thăm cô Năm. Dạ, con cũng chào ông bà cô chú, mời ông bà cô chú cùng đi với vợ chồng Thủy vô nhà cô Năm nha. Đây con. Dạ. Con hỏi thăm tí nha cô Năm. Đấy. Qua để phòng bệnh tìm cô Năm giờ sống nha cô Năm. Đâu càng ngày à? Dạ. Chứ càng ở ngoại. Chú Năm đâu? Ổng bổ chi hai à, mấy năm hai à? Dạ. Ai ổng bổ chi hai 30 mấy năm rồi. Về như... nó 58 tuổi rồi. 58 tuổi mẹo á. Rồi hai ba người con là hai người nữa đâu cô? Hai người nữa, em nhỏ bự ở chồng. Dạ. Còn mẹ đằng này đi mặn. Dạ. Còn hai vợ chồng cũng đi vậy nữa rồi. Dạ hả? Ừ. Rồi cái anh này hôm nay tuổi? Đằng này hôm nay 33 tuổi á, thằng nước ngu đó. Ảnh bệnh sao? Dạ. Giờ không biết bệnh sao, nước ngu đó à. Từ nhỏ tới luôn á. Dạ rồi không biết bệnh gì, là nước ngu đó, không biết bệnh gì, không biết nữa. Rồi hàng tháng là ảnh được nhiêu tiền? À, hàng tháng hả? 400-500 ngàn. Dạ. Ông bây giờ như là cô nhà giúp cụng dừa. Giúp cụng dừa vậy á, có cụng dừa tuốt còn ông không có gì ngồi. Rồi cô giữ cháu ngoại là mấy đứa? Tưởng không mà ngày thì ăn tươi học rồi chiều ước gì à? Rồi người gái, người gái thôi chồng có về đây ở không? Không, có đi mặn rồi. Dạ. Đi mai lên cổ lên cũng y lên cố á. Dạ. Mai bỏ con ở nhà giữ vậy á. Có gửi tiền hàng tháng cho cô lo cho bé không? Ơ, gửi nhiều, chịu mấy bạc à, không có đủ đâu á. Một tháng hả cô? Ừ, đó. Ở đây mình có đất liền không? Có gì nhà ở. Con thấy hai cái nhà thì khích nhất thì là sao cô có thể... Cái nhà bà nhà bà già. Dạ, như là cô xung quanh là có như vậy thôi. Ừ, bởi như vậy nha. Con nói là nhà ở còn không có gì hết. Dạ.
mầm mướp này xung quanh mình chập lắm các bạn. Đây thì cái vườn rồi cái lối đi phía nhà dưới thì có như vậy thôi. Ừ, như vậy á. Mấy em mới ô đứa em mười á ấy mà gã nó bỏ thì ôi em gì cài bậy á. Vậy hàng ngày sao cô có lá dừa này đi chuốc đó cô? Trời ơi ngày đâu có đâu, đâu đâu người ta cũng dừa ra ô mình cứ im vậy á. Dạ. Mấy ngày ở đâu thôi vậy á. Anh đi xin về rồi kéo về đây anh góp cho mẹ đồ anh chuốc hả anh? Dạ. Nói đâu biết gì không? Hỏi nghe không mẹ chú. Anh cũng nói tiếng hai nó cũng không có ra cỏ không. Nhiều quá không biết, đều bạc không biết gì hết. Cô Năm cho con sếp hỏi cô tên gì cô Năm? À, thấy chứ, ngoại em gì? Ngoại em gì nói cho chú biết nè. Biết đây cô Nguyễn à. Đi, nói cho chú biết đây. Có cô nói Cana Hạnh. Nay cô Hạnh vô tuổi cô Hạnh? À, mai là 58 tuổi rồi. 58 rồi. Anh hỏi em tên gì? Em tên gì? Em biết. Dạ. Dạ nào? Ông mới nói cho anh tại đi. Dạ. Nay vô tuổi rồi? Biết. Biết nhiều quá. Có biết là tiền không cô? Hả? Có biết xài tiền không? Không. Mẹ anh gì? Chỉ con á, 10 ngàn không phải 2 ngàn bạc không biết nhiêu tiền hết á. Dạ. À, tiền bạc không biết. Dạ, anh biết vuốt vậy à, biết sạch đồ không? Biết. Biết. Vậy dạ, biết. Coi vuốt có đẹp quá nè. Ừ. Chỉ hiểu mà nó ngon ngọt á, mà còn dĩ tử bó giờ nó giống tự lại luôn quýnh đợi. À. Con tên gì? Nguyễn Hà Tiến. Ngồi chết. Bao nhiêu tuổi? Con không biết. Con 5 tuổi. Năm con 5 tuổi. Có đi học chưa cô? Đi học, học chưa? Có học chưa? Ơi, anh được con thi em con. À, mẫu giáo mà. Con bà có mua cặp cho con. Rồi. Con học giỏi không? Giỏi. Giỏi. À, con dạ ông bà cái à. Con dạ ông bà, con giận nó, con dạ ông bà. Đi. Con dạ ông bà con dạ lại đi. Dạ con dạ ông bà. Ờ giỏi gì à. Nó quen gì đâu coi. Tất cả. Con vừa này bán được nhiêu ký con? Có 9 ngàn. 9 ngàn ký. Con vừa tươi này mắc hơn vừa khô phải không? Ờ vừa tươi mắc hơn vừa khô. Vừa tô 3 ngàn à. Dạ. Thì con có cậu vừa về vút hoài hơn lâu lâu mới có. Đâu đâu đó. Ừ. Đâu ai uống dừa ai ô mà nôi. Nói chung là cô không có đi làm gì, cô ở nhà giữ đứa bé đó thôi. Ừ, không như mặn ở nhà giữ á, cảnh chừng cá nó ăn vậy á. Thì mẹ hằng ngày coi chị mấy đó rồi về đóng tiền tường còn dư là ăn vậy rồi. Không mặn không gì đó tiền á. Này anh góp vậy một ngày được mấy bó rồi cô? Đó hả? Dạ. Trời ơi, đó một ngày đi là ra 3 bó, 4 bó. Đi được tục bó. Vậy á. Thơm mặn đúng gì ấy đâu. Người cô mà đủ sống vậy rồi tỷ không nói chung là bệnh hoạn rồi sao cô? Ông đủ tôi. Bằng bằng vậy bằng 7 chơi hả? Ông đủ sống. Dạ. Mình có được cái thẻ bảo hiểm đồ không cô? Mà có bảo hiểm hộ nghèo á. Dạ, có không? Có, bảo hiểm hộ nghèo có. Ở đây cô hộ nghèo hay cảnh nghèo hả cô? Hộ nghèo. Thì ở đây hàng tháng rồi ta có quà cô? Có á. Chay cảnh quà ăn cá luôn á. Dạ, cũng đỡ đó cô. Vậy hàng tháng gói gạo tóc gì á, ăn hàng tháng luôn vậy á. Mình vuốt vậy người ta gọi ta mua ha cô chở ra à, người ta gọi mua. Tới đặng mới chạy ra nó. Cái cho mình nha. Con có nuôi mèo. Hai con mèo á. Mua mẹ đen. Cô gì với vợ con Lê Dũng. Dạ con hàng xóm á. Xóm với vợ Lê Dũng thấy không? Đây mình có vụn đất gì không cô? Không.
có hình nhà ở vậy rồi á. Thằng em nó coi được cái hình nhà rồi á. Cái nhà là nước to nhà. Cho được bao nhiêu năm rồi cô? Hôm nay nữa rồi đấy, 3 năm nè. Thì người con gái lớn cũng như là cô là hai người con gái lớn hết rồi, còn em trai này là nhỏ hơn gì cô? Ừ. Ừ. Càng này tới nhỏ thứ hai á, càng này thứ ba. Ờ dạ. Nhỏ thứ hai đó chồng ở bển này cá chuyện yêu gì chơi không gì á, viên dỗ không gì à. Ở bển ở đâu cô? Ở lên cũng như chung xã đây hả? Cát cả. Cát cả. Ừ. Còn người em gái kế nữa? Cái nữa út hết rồi, mẹ thằng này bằng mình cố á. Dạ. Bằng ở tỉnh luôn ha, đi về gì về con? Bằng ở tỉnh luôn á, không có gì à. Dạ. Về cái người gửi tiền là người gái ở bằng Sài Gòn á hả? Ừ. Người đó có chồng. Ừ, đôi chồng rồi á, hai đứa gì rồi nó bỏ con ở nhà giữ vậy á. Đường mét đó. Mỗi tháng cô gửi cho cô tính được như quân bình được như tiền? Ở triệu mấy à? Triệu gửi. Triệu gửi. Thì tiền học bé này. Ừ. Tiền học ở trong mấy tiền ăn ở trong mấy trăm ngàn rồi. Tiền ngày tiền kia tương đương ngủ tôi. Còn cô lãnh 405 ngàn chỉ có tiền trợ cấp cho em đó thôi chứ đâu có tiền khác nữa hả? Không, tiền đó rồi. Dạ. Ảnh bệnh mà cũng giỏi, biết xin lá dừa rồi về phụ như rút với lá dừa với mẹ cũng giỏi. Chỉ là ai có ai uống dừa ở trên đấy á, trên dỡ bỏ không biết uống. Ở khi nào ảnh bệnh thì ảnh có đi đâu mà lạc thôi cô ha? Có đi, Nam ấy đi gạt một bạn rồi. Vậy hả? Năm mấy năm trước á. Ơi đạt lên ông An của mấy cả Hồng Du ở dưới á. Rồi sao không biết? Thì mấy ổng lên đài ngành. À. Thì kèm tiếp á. Ảnh đi bộ ha, sao anh? Không biết nữa, gian ai đi dây bộ gì không biết, Nam á còn nhỏ, không biết Nam đi mằng ở lên Điền Giang á. Vậy theo mấy người đi mới ở dưới á. Đi ở 10 bữa không về. Rồi lên Điền Giang thì mấy cô mới biết. Ừ, trên ngành thì ấy biết vậy, bao cái ai đi. Dạ. Đi với vậy, đi kiếm với ở nghiệp mấy anh đó, anh em chuyện muốn tả anh cái. Anh còn còn coi chuyện cái gì á. Dạ, rồi anh thấy cô vậy anh mừng không? Mừng. À. Ai yêu với bỏ với ai về mất yêu bỏ một mình ở dưới á. Ờ. Kiểu vậy á thì kiếm đó. Thôi đâu á, gặp mặt mày đó gì đâu. Từ đó giờ có đi nữa không con? À. Thì ai không đi nữa. Vậy hồi không? Tốt giờ có ai tới quay với vợ chồng con không con? Không. Dạ. Hôm nay con đến thăm cô với nhà mình. Cô Năm giờ cô có mong muốn gì cô Năm? Muốn có tiền nhận mua gạo hàng ngày ăn nè. Dạ. Với nhà ngu dần có ngoại á. Vậy rồi cũng như nhà cô cũng cần sắm sửa gì không? Rồi đuổi nhà dưới vậy. Nhà dưới vợ đục dưới ngầm mương á. Ngồi á. Đâu đâu cô dắt con đi coi đi con. Ngồi á cắt nhà ăn ở mương nhà vợ đục cái mương này. Ngồi á cắt ăn ở mương vợ đục luôn này. Đây nó lúng xuống đây hả bà? Ừ, lúng chuột xuống. Đây cô xài cái củi không? Có xài bếp ga không? Không, củi không à. Đây cô củi nó xinh à, sao cô? In. Không đủ tiền ăn vậy tiền đâu cài ca. Y như cái dốc núi đi xuống vậy. Ừ. Nó tụt xuống. Ừ. Ở sau hè cái mương hả cô? Ừ, cái mương ngồi cái mương bả bơm mấy hình nhà bả nó. Hả? Cắt giờ cái. Đâu rồi cô dẫn con gà mấy sao con mấy sao đi cô. Đâu à? Cái này ở lúng ở đây đó hả cô? Ừ. Cái giống độn. Độn. Độn nhà dưới nè. Mấy tên nó tôn thiết bị xét rồi. Nói chung cô ở xung quanh đó. Coi con, cái nhà dưới này cô có kéo ra dài tới đây được không? Tới sào đồ được không? Hay là con khúc rồi đó hả? Được, vậy miếng đất của cô là tới miếng mương luôn hả? Ờ, vậy mình ấp tác ra nữa, mình lắc cộng ra nữa được. Tại cái mương độn nó lúng rồi thôi mày. Ừ. Cái lúng xuống. Hôm nước mặn rồi cô đủ nước xài không cô? Không. Rồi cô được bao nhiêu cái đồ chứa nước như vậy?
là nước cho nhà được cái này đấy thỏng á, là như là cá thành được 2 cái thùng với ba cái lơn. Rồi là nước gì cô? Nước mương. Nước mương này chứ chưa có mương này. Mương này không dơ với bài không mương gì mà nó ướt nước nhìn thấy ghê lắm. Ủa đây, ở đây chưa có nước máy hả cô? Chưa. Mà người ta có kéo vô tới đây chưa cô? Kéo vô ấy đó rồi á, vô mình chui tìm kéo vô ra nhà. Đây vô đó khoảng bao nhiêu tiền cái nước của cô? 2 triệu ngoài à. 2 triệu ngoài. Tiền cô hộ nghèo là người ta giảm đóng tiền gốc nhưng mà mình mua tiền ống mà. Không chưa biết, mình chưa kéo không chưa biết nữa. Rồi. Đây nước vô tại vì ở kia thì ta đã mua từng bò. Mương này mương nước ứ. Mình muốn cắt đài đắp cái mương bỏ nó. Mé bên này đó của mé bên gành này đó của người ta hả cô? Đó ai không à? Rồi cô xách nước chứ cô xách bằng tay hả cô? Nhà. Cái thùng nha. Dạ. Cái thùng chứ không có được bơm tưa. Mà nước ở đây. Chồng. Đây phải có tiền vô cây nước. Vô cây nước. Ờ ơi mối đài mặn chết luôn à. Nước in nước không à? Nó dơ. Đó nó bả đường bò luôn à. Đâu nữa? Dạ, bây giờ mình đi vô. Nhà dưới đây toàn bộ cây hết hả? Mấy to nó bị khấu lên lũng rồi. À, một to nó hồi trước mặn nhà này nè. Thì ở cọp quá. Đó à. Trước này thì chồng con cùng với chú Bảy Bảy đến thăm cô. Đây cũng có ít tiền này là của gia đình ông Trương Huệ. Dạ, cũng gửi cho cô để cô thay đổi trong nhà cho nào. Dạ, cho con gửi cô một tiền. Vậy ông Trương Huệ. Cảm ơn ông Trương Huệ. Dạ. Cái xấu gì vậy? Dạ, không gửi được thì con. Dạ, cảm ơn chú nè. Dạ. Dạ, thầy cũng xin thay mặt gia đình cảm ơn gia đình ông và ông Trương Huệ. Thì cũng cầu chúc cho ông sớm về cõi lành. Dạ. Thì xin cảm ơn ạ. Cô Năm ở ngoài thì cũng nói được lắm mà lên thì cũng ngại không biết nói gì. Là thành thật của cô vậy. Mong cô chú hiểu. Thì con cũng chúc cô nhiều sức khỏe nha cô Năm. Cảm ơn nha. Cô giờ mà lo nhiều cháu rồi con nữa. Em tự ơn mình được không? Tắm rửa ăn uống tự ơn được. Rồi mới é rồi bay ăn trời không làm được cái gì không? Té làm sao ạ? Có cái giỏ á. Đâu cái giỏ? Đâu đâu đâu? Đứt bằng cái tre. Té hôm nay á, từ hôm nay cũng cổ rồi ba rồi, chút ngừa ba bạn rồi á. Có bị thêm gì trong xương không? Không biết á. Không có chụp hình gì hết không? Không. Đâu có đi đâu? Mà đi thấy đi được không? Mấy đi không được đâu, hai cái làm mấy đi được á. Ba tác này á, cũng ba tác luôn, rồi ba bạn này. Dạ, em cũng xin ông bà cô chú mình thấy hoàn cảnh của mình của cô á. Dạ, cái nguồn nước á, thấy ở đây cô xài thật sự nó ô nhiễm, nó không được sạch. Rồi ở nước sau á, nhà biết thì cũng đã nền lúng ở trên thì cũng dồn thấp luôn. Mong rằng bà con chú anh chị mình xem được cái lúc này giúp đỡ phần nào cho cô, tốt nhất là cái nguồn nước. À, thì mà xin thay mặt gia đình xin cảm ơn ạ. Con thì chồng con xin phép con về, con chúc cô nhiều sức khỏe con ạ. Dạ. Anh về nha. Dạ, con cũng chào cô Năm, chúc cô nhiều sức khỏe nha cô Năm. Dạ, video đến đây cũng đã hết rồi. Thì xin chào mà cô chú anh chị, hẹn gặp lại lúc sau ạ. Xin chào.